rất là nhiều thứ nha mọi người. Giờ chúng ta bắt đầu lựa thôi. Cũng có rất là nhiều thứ nha, tùy theo mình muốn ăn cái hương vị của cay hay là không cay thì như thế nào đó thì mình tự lấy. Trên này cũng có nước mắm nè, có tương ớt nè, đầy đủ luôn. Ở dưới đây nó có cái công tắc để mình tăng lửa lên hoặc là giảm lửa mọi người. Mình lấy đồ xong mình để vô cái nồi nước súp nha. Nước súp thì nếu mà mình đi 4 người, 5 người thì mỗi người sẽ chọn cái nước súp riêng của mình. Mình thích ăn cái gì mình tự lấy. Danny thì thích ăn rau củ nhiều cho nên mình sẽ lấy rau củ trước đi. Còn thịt mà để ăn với lẩu thì mình sẽ order xong người ta sẽ đem ra mình ăn hết thì sẽ order tiếp với mọi người. Tại vì là ở You Can Eat giống như thịt nướng cũng vậy, mọi người thấy trên bàn nó có rất là đầy đủ á. Và đặc biệt thì hôm nay mình sẽ uống một cái chai bia của Hàn Quốc mà người ta quảng cáo là rất là ngon nha mọi người. Mọi người thấy chai bia bự không? Đây, để mình thử coi nó ngon không. Thơm mà giống như là bia hơi thôi à. Giờ mình để cái trứng vô cái lẩu trước đi. Rồi, ok, mình tăng lửa lên nha mọi người, đợi chút xíu. Còn bên đây là thịt nướng nè mọi người, mình order á. Bây giờ mình trong lúc mình để cái lẩu nó chín thì mình sẽ nướng thịt trước đi. Mình ăn hết thì mình order tiếp, người ta sẽ đem ra tiếp nha. Wow, mau chín quá. Thì món ăn Hàn Quốc là không lúc nào thiếu cái kim chi nha mọi người. Ớt ngâm chua nè. Những cái món ăn kèm với lại thịt nướng. Nướng thì khi mà mình nướng chín xong rồi thì mình sẽ cắt ra. Bây giờ cái này chín rồi nè, Danny sẽ ăn trước nè. Ăn với lại salad. Thịt nướng lúc nào cũng ngon hết mọi người. Nếu là thịt nướng mà BBQ của Hàn Quốc thì thịt lúc nào nó cũng mềm á, mà nó tươi á. Cho nên lần nào mà mình đang ở You Can Eat như thế này á, thì mình cũng thấy rất là hấp dẫn. Mọi người thấy thịt không là hấp dẫn rồi ha. Giờ mời mọi người cùng ăn tối. Cái bò thì nó rất là mau chín nha mọi người. Nhưng mà cái gà nó hơi lâu cho nên Danny phải cắt ra. Mỗi lần mình order như vậy là được 3 loại. Nhưng mà mình ăn hết thì mình cứ order tiếp, người ta sẽ đem ra tiếp nha mọi người. Tại vì người ta sợ là mình order một lúc mà nhiều quá mình ăn không hết á, thì bỏ uổng. Rồi, đây là cái đợt kiều thịt lần thứ hai nè mọi người. Thịt cho lẩu thì nó cắt mỏng nha. Mỏng để mình để vô cho nó tái á, nó mau chín hơn. Còn bên đây nè mọi người thấy thịt này để nướng BBQ á, cho nên người ta sẽ cắt dày hơn nè. Thấy không? Mình cứ nướng thôi nè. Tại vì trong bàn của mình nó có những người bạn thích ăn chín thì là chín mới ăn nha mọi người, còn mình thì thích ăn tái, mỗi người mỗi ý. Nói chung là mình thấy đồ ăn ở đây rất là ngon mọi người. Quán này thì nó nằm ở thành phố Plano nha mọi người. Bên kia đường xéo xéo là Costco. Mà Danny là một trong những fan lớn của Costco nha mọi người, rất là trung thành. Tại vì Danny mới hỏi là cái người mà người ta phục vụ ở đây á, thì cái thời gian mà để mình ăn ở đây á, là giới hạn là 2 tiếng cho một lần ăn nha. Mà 2 tiếng là cũng đủ rồi đó mọi người ơi.
Thật ra thịt barbecue ở đây rất là ngon mọi người, nhưng mà cái này là Danny đi quay để cho mọi người thấy cái không gian của quán mình ăn lẩu với lại barbecue nó như thế nào, ăn thịt nướng như thế nào á. Cho nên Danny mình vô cái khu combo. Chứ nếu mà cho một lời khuyên á, thì Danny khuyên mọi người, một là chúng ta sẽ ăn nướng không, hai là sẽ ăn lẩu không là vừa nha. Còn nếu mà mình ăn hai thứ một lúc á thì nó bị ngán á mọi người. Nhưng mà thịt nướng ở đây thì ngon hơn, barbecue thì ngon hơn. Ngon hơn bên lẩu chút xíu. Cái nước lẩu thì nó mình phải nêm nếm lại. Còn bên đây là mình sẽ lấy kem ăn nha mọi người. Sau khi mình ăn xong á, mình muốn ăn tráng miệng á thì mình sẽ lấy kem. Ở đây thì Danny thấy có 1 2 3 4 mùi vị nè. Kem thì Danny thích nhất là chocolate nha mọi người. Thật ra Danny thấy cái giá ở cái quán Mana Sabu này á, thì ăn combo vừa lẩu vừa nướng luôn á, mà 32 đồng một người thì rất là ok. Và đồ ăn trên bàn cũng hết luôn nha, mình ăn vậy là cho nó lịch sự á. Thật ra là rất là ngon. Ngày hôm nay lại là thêm một ngày nữa, Danny rất là vui khi giới thiệu với mọi người một địa điểm mới rất là rộng rãi, thoáng mát để gia đình họp mặt cuối tuần. Đồ ăn thì cực kỳ ngon. Service very good mọi người. Lần đầu tiên đi ăn cái chỗ mà của người Hoa mà những người phục vụ cười rất là tươi, tận tình nữa. Cho nên nếu mà mọi người muốn ăn barbecue nè, ăn lẩu nè thì mỗi một lần ghé thử nơi này đi. Gõ cái tên vô dép hoặc Google mọi người sẽ tìm ra ngay tiếp khác. Hy vọng là mọi người sẽ có những giây phút tới đây enjoy cùng gia đình của mình. Nếu như yêu thích chương trình của Danny, hãy nhớ like, share và subscribe ủng hộ Danny nhé mọi người. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau. Bye bye.